vì sao Việt Nam phải thận trọng với bài dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây có nhiều biểu hiện trái ngược nhau đến mức khó hiểu. Trước chuyến đi đầy tất khuất của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 9 tháng 10, thì ngày 29 tháng 9, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc đã nhiều lần công khai tấn công ngư dân Việt Nam trên Biển Đông và đã làm bị thương rất nhiều ngư dân Việt Nam. Việc Bộ Ngoại giao sau đó cực lực phản đối và đã chỉ đích danh thủ phạm là lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã cho thấy tính chất nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tuần sau đó, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã sang thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, đặc biệt là thỏa thuận kết nối 3 tuyến đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh lại có thái độ trái chiều như vậy và đang có ý đồ gì đây? Theo giới phân tích, đây không chỉ là cách hành xử theo lối vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trước chính sách đối ngoại bất bình thường của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mà còn thể hiện ý đồ tiếp tục kiểm tỏa ban lãnh đạo Hà Nội như trước đây. Quan trọng hơn, Bắc Kinh muốn dụ dỗ Việt Nam hợp tác trong cái gọi là chính sách ngoại giao đường sắt. Đó là sự hợp tác trong việc xây dựng và kết nối 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng dài 384 km, tuyến Lạng Sơn, Hà Nội 167 km và tuyến Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng dài trên 105 km. Trong đó Móng Cái sẽ là ga biên giới trong tương lai. 3 tuyến đường sắt nói trên có một ý nghĩa và tầm quan trọng đối với Trung Quốc, đó là sự kết nối hệ thống đường sắt của Trung Quốc với Việt Nam trong cái gọi là sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Ngoài ra, trong một diễn biến riêng lẻ theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 sẽ xem xét phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam có chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh với trị giá 67 tỷ đô la. Nhưng mục tiêu hợp tác về lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam của Bắc Kinh không phải là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây chỉ là hư chiêu, mà thực chiêu đó là 3 dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một khi 3 tuyến đường sắt kể trên, hay chỉ riêng tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi vào hoạt động, lập tức nó sẽ kết nối luôn với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc với vịnh Bắc Bộ. Trong trường hợp xảy ra xung đột trên Biển Đông và Đài Loan, khi đó tuyến đường biển từ Hồng Kông đến Hoàng Hải bị khóa, thì Trung Quốc vẫn có thể ung dung vận chuyển hàng hóa thiết yếu qua các tuyến đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam để đến các cảng biển của Việt Nam. Nghĩa là Trung Quốc phải mượn đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa ra các nước trên thế giới. Cũng có suy đoán cho rằng đó cũng là lý do khiến Trung Quốc phải tấp tốc làm lành để họp bàn với lãnh đạo Việt Nam thực hiện kế hoạch đã định sẵn phòng khi xung đột trên Biển Đông xảy ra. Kế hoạch hợp tác 3 tuyến đường sắt này là một nội dung trọng tâm của tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 20 tháng 8 nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bắc Kinh. Một dự án khác và đặt tuyến cáp quang mới trên biển cũng có nghi ngờ cho rằng vì được lòng Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẵn sàng giao cho nhà đầu tư Trung Quốc đảm trách bất chấp những rủi ro có liên quan đến an ninh quốc gia. Quý vị các bạn phải theo dõi bản tin hôm nay. Vì sao Việt Nam phải thận trọng với 3 dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao cần phải tinh gọn và sát nhập ngay bộ máy đảng vào bộ máy nhà nước? Hệ thống tổ chức của chính quyền Việt Nam được giới nghiên cứu gọi là song trùng, nghĩa là có sự tồn tại song song của hai hệ thống là bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Hệ thống song trùng này dẫm chân lên nhau để chỉ đạo, quản lý và thực thi cùng một công việc. Đây cũng chính là một trong những nội dung góp ý của giới chuyên gia trong Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong vấn đề chống lãng phí. Theo đó, việc cần làm thì phải tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy nhà nước để tránh lãng phí và chồng chéo khi phải tốn ngân sách để mà nuôi đến hai hệ thống cùng một lúc.
Ví dụ bên cạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh có luôn cơ quan tỉnh ủy, mà chủ tịch tỉnh lại đương nhiên là phó bí thư tỉnh ủy. Sự trùng lập như vậy tạo nên một cơ cấu biên chế rất lớn cho lĩnh vực hành chính công tại Việt Nam. Ngoài ra, chi phí ở trụ sở, trang thiết bị đi kèm cũng hết sức tốn kém. Đó là chưa kể đến hệ thống ăn bám khổng lồ, gồm các tổ chức xã hội như lễ hưởng lương, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi Hội Phụ nữ, v.v. Đây là một trong những lý do khiến ông Tô Lâm nỗ lực theo đuổi mô hình nhất thể hóa. Đồng thời, đây cũng chính là việc hợp nhất các chức danh của Đảng vào chính quyền. Theo đó, hệ thống lãnh đạo từ cấp tỉnh, cấp xã chỉ có một chức danh duy nhất đứng đầu và kiêm nhiệm hai vai trò Đảng và Nhà nước như một tỉnh trưởng, huyện trưởng hay xã trưởng. Được biết, đây là vấn đề đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập và thảo luận từ rất lâu nhưng không thể thực hiện. Cụ thể, từ năm 2013, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bác bỏ. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2016, tạp chí Cộng sản có bài báo của nhà báo Nhị Lê, hay tạp chí Tia Sáng Mới mới đây có bài viết của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đề nghị gộp hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa. Mô hình này đã được Trung Quốc áp dụng thành công từ năm 2012 dưới thời ông Tập Cận Bình. Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập tới vấn đề này. Ông nói rằng sẽ sắp xếp tổ chức lại hệ thống chính trị cho tinh gọn và hiệu quả hơn. Ngay cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận đây là vấn đề phức tạp và nhạy cảm vì liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng. Theo giới phân tích, việc thu gọn hệ thống tổ chức của bộ máy chính quyền Việt Nam là điều bắt buộc trong bối cảnh nợ công hiện nay rất lớn, mà bộ máy chính quyền thì quá cồng kềnh, chi phí thường xuyên rất cao. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại tổ chức sát nhập bộ máy Đảng vào bộ máy nhà nước sẽ không thành công, không chỉ là vấn đề ai đi ai ở, cũng như một lượng lớn cán bộ không biết đưa vào đâu. Nguyên nhân chính của sự thất bại là do các cơ quan chức năng Việt Nam vì quyền lợi và quyền lực đều quyết tâm bám chặt vào ghế. Được biết, dưới thời Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính ở Quảng Ninh đã thí điểm mô hình nhất thể hóa ở cấp xã. Theo đó, mỗi xã chỉ có duy nhất một viên chức được chỉ định điều động mọi công việc của xã thay cho hai vị trí chủ tịch và bí thư xã. Đây là một trong những lý do tại đại hội lần thứ 12, ông Chính đã lọt vào Bộ Chính trị và trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương. Nhân việc ông Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí, thì việc thu gọn hệ thống hành chính, chính trị Việt Nam tại thời điểm này là điều bắt buộc và không thể bàn lùi thêm được nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao cần tinh gọn và sát nhập ngay bộ máy Đảng vào bộ máy nhà nước. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de